Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với học văn chị Hiên trong khóa học văn VIP lớp 12. Và chị là Bùi Nga, chị sẽ đồng hành cùng với các bạn ở trong khóa học này. Và như chúng ta đã biết được rằng là môn văn thì luôn luôn đóng vai trò là môn chính trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, đúng không ạ? Và một trong những cái kỹ năng rất quan trọng trong cái bài kiểm tra môn văn của mình đó là kỹ năng viết. Vậy thì trong cái bài học ngày hôm nay, chị muốn củng cố hơn cho các bạn về kỹ năng viết để chúng ta có thể áp dụng được trong cái bài thi của mình. Và các bạn, trước khi đi vào bài học thì chị cũng muốn đưa ra cho các bạn một cái quan điểm nghệ thuật mà chúng ta có thể là áp dụng vào trong cái phần phân tích của mình đấy. Các bạn chú ý giúp chị nhé. Đó là cái quan điểm nghệ thuật rất nổi tiếng của nhà văn Nam Cao là gì ạ? Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp được những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có. Thì chúng ta lưu ý giúp chị nhé. Cái quan điểm nghệ thuật ở đây đã chỉ ra được rằng là gì ạ? Và văn học thì luôn luôn chỉ dung nạp những người mà có cá tính sáng tạo riêng này, những người biết tìm ra những cái điểm mới trong cái dòng chảy chung, những người biết khơi gợi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo ra những cái gì mới nhất, đúng không ạ? Và tuy nhiên ở bên cạnh đó thì dù là không cố ý nhưng mà chúng ta đều thấy được là trong cái chương trình ngữ văn của các bạn từ lớp 6 đến lớp 12 thì các bạn cũng rất dễ dàng nhận thấy được là ở trong mỗi cái tác phẩm thì ít nhiều gì đó cũng có những cái điểm giống nhau, đúng không ạ? Ví dụ như cùng viết về một đề tài, ví dụ như là cùng về đề tài mùa thu chẳng hạn. Nhưng mà ít nhiều gì, mặc dù là cái cách, cái hướng đi có khác nhau, ví dụ như ở trong tiếng thu của Lưu Trọng Lư hay là trong câu cá mùa thu của Nguyễn Quyến thì ít nhiều gì chúng ta cũng có một cái điểm, thấy được một cái điểm gì đó giống nhau là tiết trời mùa thu thì trong lành mát mẻ, đúng không ạ? Và văn chương thì chỉ dung nạp được những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo nên những cái gì chưa có. Thế nhưng trên cái dòng chảy văn học Việt Nam đó thì luôn luôn có cái sự giao thoa và tương đồng giữa các tác phẩm, giữa những cái điểm nhìn nghệ thuật của các tác giả, đúng không ạ? Và cái vấn đề này, cái vấn đề giữa việc là giữa các tác phẩm có diễn điểm gì giống và khác nhau thì cũng đã được các nhà nghiên cứu lý luận phê bình đi bàn bạc rất là nhiều. Và đối với chúng ta, đối với học sinh như chúng ta thì chúng ta cũng sẽ đi tìm hiểu về cái việc là so sánh đánh giá giữa hai tác phẩm. Nhưng mà chúng ta sẽ tìm hiểu một cái mức độ nào đó thôi, đúng không? Vậy thì các bạn sẽ cùng đi vào với chị trong bài học ngày hôm nay, đó là viết bài văn nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm truyện. Như ở phần ban đầu chị cũng đã chia sẻ, kỹ năng viết là một cái kỹ năng rất quan trọng của môn văn. Vậy thì để chúng ta có thể viết được bài văn nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm truyện thì chúng ta sẽ cần phải có một số cái lưu ý. Vậy thì cái bài học ngày hôm nay sẽ gồm có hai phần. Thứ nhất đó là phần định hướng và thứ hai là phần thực hành. Để các bạn có thể viết tốt, đúng không ạ? Để các bạn có thể viết tốt một bài văn thì chúng ta cần phải nắm rõ được những cái phần lý thuyết, phần yêu cầu ở trong cái dạng bài đó như thế nào. Thì đầu tiên đó là phần định hướng này. Định hướng thì các bạn sẽ tìm hiểu cho chị đó là cái khái niệm viết bài văn so sánh đánh giá hai tác phẩm văn học là gì. Chúng ta cần phải nắm được khái niệm này, sau đó chúng ta mới có cách làm bài sao cho nó phù hợp, đúng không ạ? Đầu tiên thì viết bài văn nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm là trình bày những cái luận điểm có thể là tương đồng và khác biệt, hoặc là chỉ tương đồng hoặc là chỉ khác biệt. Thì cái điểm tương đồng hay là khác biệt ở đây thì các bạn sẽ lưu ý là chúng ta sẽ dựa vào cái yêu cầu của đề bài, đúng không ạ? Và vậy thì chúng ta đi đánh giá so sánh trên những cái tiêu chí nào đây? Đó, thứ nhất là về nội dung và thứ hai là về hình thức nghệ thuật của hai văn bản. Đối với tác phẩm văn học thì các bạn
Lưu ý là chúng ta chỉ chú ý vào thứ nhất là nội dung và thứ hai là hình thức nghệ thuật. Và để từ cái việc chúng ta so sánh đánh giá như thế thì đương nhiên là chúng ta phải có mục đích, đúng không ạ? Không thể nào mà làm một việc mà chúng ta không biết mục đích của nó là gì được. Chúng ta đi so sánh, đi đánh giá, chỉ ra cái điểm tương đồng và khác biệt thì mục đích là chúng ta sẽ thấy được cái giá trị độc đáo của mỗi văn bản và từ đó sẽ nhận ra được cái đặc trưng, cái đặc điểm của thể loại và vai trò của cá tính sáng tạo, của phong cách nghệ thuật riêng của các tác giả, đúng không ạ? Vậy thì các bạn nhớ cái lưu ý này giúp chị nhé. Nhớ cái lưu ý ở trong cái phần khái niệm này. Đó là những cái phần mà chị đã in đỏ lên này. Đó là chỉ ra cái điểm tương đồng và khác biệt. Hoặc là chỉ tương đồng, hoặc là chỉ khác biệt thôi. Và cái tiêu chí mà chúng ta đánh giá đó chính là về nội dung và là về hình thức nghệ thuật. Và từ đó thì mình sẽ phải nhận xét được cái sự độc đáo, mới mẻ của mỗi văn bản và nhận ra được cái đặc điểm thể loại về cái vai trò của cá tính sáng tạo trong mỗi nhà văn, mỗi nhà thơ, đúng không ạ? Vậy thì sau khi đi tìm hiểu về cái khái niệm là viết bài văn nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm là gì, thì chị cũng có một cái câu hỏi đặt cho các bạn. Đó là việc so sánh đánh giá hai tác phẩm thơ thì sẽ có điểm gì khác so với việc chúng ta đi so sánh đánh giá hai tác phẩm truyện? Thì các bạn cùng suy nghĩ nhé. Chúng bạn sẽ cùng suy nghĩ trong khoảng 2 phút. Ở những lớp dưới thì các bạn cũng đã học về cái dạng bài là chúng ta đi phân tích, đi đánh giá một tác phẩm thơ, đi đánh giá một tác phẩm truyện, đúng không ạ? Và các cô, chị tin chắc rằng là các cô cũng đã đưa ra cho các bạn giữa việc thơ và truyện hay là văn xuôi có điểm gì khác nhau. Ví dụ như phân tích thơ thì người ta thường chú ý tới mạch cảm xúc, chú ý tới nhân vật trữ tình rồi là vần, nhịp, điệu, đúng không ạ? Còn đối với một tác phẩm văn xuôi thì khi mà phân tích thì chúng ta phải chú ý tới ví dụ như là cốt truyện này, nhân vật này, điểm nhìn này, lời của người kể chuyện và lời của nhân vật, đúng không ạ? Vậy thì áp dụng lại những cái kiến thức mà chúng ta đã học thì các bạn hãy chỉ ra cho chị là cái điểm khác nhau giữa việc so sánh đánh giá hai tác phẩm thơ với so sánh đánh giá hai tác phẩm truyện. Thì ở đây chị cũng đã giúp các bạn là thống kê ra một cái bảng để chúng ta có cái nhìn khoa học nhất, có cái nhìn khái quát nhất về cái điểm khác nhau giữa thơ và văn xuôi khi mà đi so sánh đánh giá hai tác phẩm. Thứ nhất là về thơ này, về nội dung. Nội dung của thơ thì chúng ta thường chú ý tới là gì ạ? Đề tài, đúng không ạ? Mạch cảm xúc, cảm hứng chủ đạo, chủ đề, tư tưởng, rồi là thông điệp của tác phẩm. Còn đối với phần nghệ thuật thì sao? Đối với phần nghệ thuật thì nhắc tới thơ thì không thể nào bỏ qua được thể thơ rồi. Chúng ta học thơ 5 chữ, thơ 7 chữ, rồi thơ đường luật. Thì với mỗi một thể thơ sẽ quy định được, sẽ phần nào quy định cái nội dung, cái tư tưởng và cái cách diễn đạt của tác giả, đúng không ạ? Cùng với thể thơ thì chúng ta sẽ chú ý vào cái từ ngữ và hình ảnh. Bởi vì thơ thì thường là lời ít và ý thì nhiều, đúng không ạ? Cho nên chúng ta cần phải chú ý từng từ ngữ một và từng cái hình ảnh nổi bật trong từng khổ. Cùng với đó sẽ đi kèm như là vần thơ này, cách gieo vần này, nhịp thơ đối ra sao và chủ thể trữ tình là ai, rồi là xác định được nhân vật trữ tình trong tác phẩm thơ. Còn đối với việc chúng ta đi so sánh đánh giá hai tác phẩm văn xuôi, văn xuôi ở đây thì bao gồm rất nhiều thể loại như là truyện, tiểu thuyết này, ký và kịch. Thì ở đây chúng ta cần phải lưu ý đối với việc so sánh đánh giá hai tác phẩm văn xuôi trên phương diện nội dung. Đó là về đề tài này, chúng ta cũng chú ý về đề tài, về chủ đề. Nhưng ở đây các bạn lưu ý cho chị này, chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn tới câu chuyện này, tới nhân vật trong truyện, rồi cái tư tưởng và thông điệp. Còn về phần nghệ thuật của tác phẩm văn xuôi sẽ khác khác rất nhiều so với thơ.
Nếu như thơ chú ý vào thể thơ, từ ngữ hay là hình ảnh, vần nhịp đối thì đương nhiên là trong văn xuôi thì sẽ không thể nào mà có được thể thơ, đúng không ạ? Mà trong văn xuôi thì chúng ta sẽ phải chú ý tới đó là gì? Đó là mô típ của truyện hay là cốt truyện này, tình huống truyện, rồi là ngôi kể, điểm nhìn trần thuật, lời của người kể chuyện hay là lời của nhân vật. Đó. Bên cạnh đó thì cũng còn rất nhiều yếu tố khác, như đối với một văn bản ý thì chúng ta cũng cần phải lưu ý tới một số thông tin mà tác giả đã cung cấp cho chúng ta, đúng không ạ? Nhưng mà trên đây là cái bảng khái quát nhất về cái sự khác nhau giữa so sánh đánh giá hai tác phẩm thơ và so sánh đánh giá hai tác phẩm văn xuôi. Thì chúng ta có thể ghi lại giúp chị cái bảng này để vào mỗi một dạng bài khác nhau thì chúng ta sẽ biết được là mình cần phải làm cái gì và chúng ta sẽ không bị nhầm lẫn giữa hai dạng bài, được không ạ? Và sau khi mà các bạn đã có cái nhìn khái quát nhất về cái điểm khác nhau giữa tác phẩm thơ và tác phẩm văn xuôi thì sau đây thì chị cũng có một số cái lưu ý cho các bạn, đó là một số cái lưu ý mà chúng ta cần phải chú ý khi mà viết bài văn, khi mà viết bài nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm truyện. Trước tiên, cái mục đích so sánh đánh giá chúng ta cần phải xác định rất rõ, đó là các em sẽ không phải là chúng ta đi so sánh để chúng ta hạ bệ một tác phẩm. Chúng ta cũng không đi bày tỏ cái quan điểm của mình là tôi thích tác phẩm A hơn hay là tôi không thích tác phẩm B, đúng không ạ? Chúng ta đi so sánh, chúng ta đi đánh giá để mà làm nổi bật được những cái điểm riêng, những cái điểm độc đáo ở trong hai tác phẩm. Hoặc là nếu như ở trong đề bài yêu cầu chúng ta chỉ ra cái điểm chung, cái điểm tương đồng giữa hai tác phẩm thì chúng ta cũng phải đánh giá được cái nét chung đó ở trong cái dòng chảy văn học Việt Nam thì nó có những cái ý nghĩa gì. Nhá, các bạn lưu ý là mục đích của so sánh đánh giá thì sẽ không nhằm để tôn vinh một tác phẩm nào đó hay là để hạ một tác phẩm nào đó xuống, mà cần phải chỉ ra được cái vẻ đẹp của tác phẩm đó, của cả hai tác phẩm. Chúng ta sẽ chỉ ra được cái vẻ đẹp của cả hai tác phẩm trong cái dòng chảy văn học Việt Nam, được không ạ? Và sau khi mà xác định được mục đích so sánh thì chúng ta sẽ xác định cái nội dung và tiêu chí so sánh. Thì ở đây thì tùy vào từng dạng bài mà chúng ta sẽ xác định được cái nội dung và cái tiêu chí so sánh riêng. Nhưng mà chị cũng có lưu ý cho các bạn, đó là nếu như đối với những cái đề bài mà người ta yêu cầu, đối với những cái đề bài mà người ta yêu cầu mình, người ta chỉ rõ cho mình cái lệnh để mình so sánh rồi thì chúng ta sẽ không mất thời gian để mà xác định cái nội dung, xác định cái tiêu chí nữa. Ví dụ như là một đề bài người ta yêu cầu mình là so sánh hình tượng hai con, so sánh vẻ đẹp của hình tượng hai con sông trong tác phẩm Người lái đò sông Đà và ai đã đặt tên cho dòng sông của Nguyễn Tuân và Hoàng Phủ Ngọc Tường. Thì cái nội dung thì chúng ta xác định luôn là cái vẻ đẹp của hai dòng sông, đúng không ạ? Vậy thì cái tiêu chí so sánh ở đây thì chúng ta sẽ phải chỉ ra là có điểm gì giống giữa hai con sông, ví dụ như là cái vẻ đẹp hùng vĩ này hay là cái vẻ đẹp nên thơ trữ tình. Đó, chúng ta sẽ xác định cái nội dung và cái tiêu chí so sánh tùy vào từng kiểu bài, tùy vào từng dạng bài mà người ta cho, được không ạ? Và thứ hai và à chị xin lỗi là và cuối cùng, đó là sau khi mà chúng ta đã xác định rõ được cái mục đích so sánh hay là tiêu chí nội dung so sánh rồi thì các bạn cũng cần phải lưu ý, đây là một cái điểm mà chị thấy rằng là rất nhiều bạn trong quá trình làm bài thì chúng ta nhiều khi là chúng ta sẽ quên mất đấy, hoặc là chúng ta sẽ không đủ thời gian để mà làm hoàn chỉnh một bài nghị luận văn học. Đó là lý do vì sao trong cái phần lưu ý này chị có đưa ra, đó là cần phải đảm bảo cấu trúc chung của một bài nghị luận văn học. Cấu trúc chung thì sẽ gồm mở, thân và kết, đúng không ạ? Đó là nếu như đối với bài văn thì sẽ là mở bài, thân bài và kết bài. Còn nếu như đối với đoạn văn thì chúng ta tuy rằng là ngắn hơn nhưng mà chúng ta cũng cần phải đáp ứng được bố cục 3 phần. Đó là mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn.
Có thể là các bạn xác định rất rõ được cái nội dung, cái tiêu chí so sánh, nhưng nếu như trong bài làm của chúng ta mà không hoàn thiện được cấu trúc mở thân kết thì chắc chắn rằng là điểm của chúng ta sẽ không thể nào cao được, đúng không ạ? Thì trên đây là một số những cái yêu cầu mà chúng ta cần phải chú ý khi mà viết bài nghị luận so sánh đánh giá hay tác phẩm. Thì các bạn sẽ ghi chú lại giúp chị nhé. Đầu tiên là xác định rõ mục đích so sánh và chỉ ra được cái hay, cái đẹp của từng tác phẩm. Và thứ hai là xác định nội dung, tiêu chí so sánh. Và cuối cùng là đảm bảo được cấu trúc của bài nghị luận văn học. Mở thân và kết thì các bạn lưu ý giúp chị nhé. Sau khi mà chúng ta đã đi tìm hiểu về những cái điểm mà chúng ta cần chú ý trong một bài viết thì chắc chắn rồi, để có thể viết được một bài nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm thì chúng ta cũng cần phải trải qua rất nhiều bước, đúng không nào? Và sau đây thì các bạn cùng lưu ý nhé, chúng ta sẽ tập trung vào phần này, đó là những bước mà chúng ta cần phải trải qua khi mà làm một bài nghị luận so sánh về hai tác phẩm. Thì ở đây này, các bạn chú ý cho chị nhé. Đó là đầu tiên là chúng ta cần phải tìm kiếm đối tượng so sánh. Nhưng mà lưu ý ở đây là với trường hợp là người viết phải xác định thôi. Còn nếu như mà trong đề bài người ta đã chỉ rõ ra cho mình như là xác định vẻ đẹp của hình tượng con sông, so sánh vẻ đẹp của hình tượng con sông hay là so sánh vẻ đẹp của hình tượng người nông dân trong những cái tác phẩm văn học thì chúng ta đã đề bài đã chỉ rõ ra cho chúng ta cái đối tượng so sánh rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta cứ thế mà làm thôi. Còn đối với những bài mà người ta không cho mình đối tượng so sánh thì sao? Thì chúng ta cần phải lưu ý về các định hướng này. Thứ nhất là về xác định thể loại, xem là thể loại giữa hai tác phẩm đó có giống nhau hay không. Rồi là phong cách, chắc chắn rằng là phong cách của mỗi tác giả thì sẽ khác nhau. Bởi vì như từ đầu chúng ta cũng đã đi tìm hiểu cái quan niệm nghệ thuật của nhà văn Nam Cao, đó là văn chương thì chỉ dung nạp những người biết tìm sâu, đúng không? Những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo nên những cái gì chưa có. Cho nên là mỗi một nhà văn thì luôn luôn là tìm cho mình những hướng đi riêng. Vì vậy mà cái phong cách sáng tác của mỗi tác giả thì chắc chắn là sẽ không thể nào mà giống nhau được, đúng không ạ? Một yếu tố nữa mà các bạn cũng có thể để tâm tới đó là cái khuynh hướng sáng tác hay là cái thời điểm sáng tác. Chúng ta sẽ so sánh dựa trên những cái tiêu chí này, được không ạ? Và thứ hai đó là chúng ta sẽ xác định cái phạm vi so sánh ở đây là gì. Phạm vi so sánh có thể là giữa hai tác phẩm, giữa hai đoạn trích, giữa hai mô típ hay là giữa hai hình tượng nhân vật, đúng không ạ? Thì cái phạm vi so sánh này sẽ phụ thuộc, các bạn lưu ý nhé, sẽ phụ thuộc vào trong cái yêu cầu của đề bài nhé, sẽ phụ thuộc vào trong cái yêu cầu của đề bài. Như vậy thì ở bước 1 chúng ta cần phải chú ý là tìm kiếm đối tượng so sánh, đúng không ạ? Theo các định hướng như là về thể loại này, về phong cách tác giả, về khuynh hướng sáng tác, về đặc điểm sáng tác. Và thứ hai đó là xác định cái phạm vi so sánh. Đến bước số 2. Bước số 2, điều đầu tiên đó là chúng ta sẽ đi phân tích những cái điểm giống nhau, khác nhau hoặc là cả giống nhau và khác nhau giữa hai tác phẩm được so sánh. Vậy thì chúng ta sẽ phân tích trên những cái phương diện nào? Các bạn có còn nhớ cái phần khái niệm chị vừa nêu ra cho chúng mình không? Đó là chúng ta sẽ đi phân tích cái điểm giống và khác hoặc là cả giống và khác trên cái phương diện, trên cái tiêu chí đó là về nội dung và về hình thức nghệ thuật, đúng không ạ? Đó là cũng là cái lý do vì sao mà chị cũng nhắc các bạn rất nhiều là chúng ta phải nhớ được cái khái niệm của kiểu bài. Để khi mà chúng ta làm, khi mà chúng ta bắt tay vào chúng ta làm bài thì chúng ta sẽ không quên mất là mình cần phải so sánh trên những cái tiêu chí gì. Chúng ta sẽ so sánh trên phương diện là nội dung. Và nội dung, ví dụ như nội dung của tác phẩm Văn Xuôi
thì sẽ phải chú ý tới cái gì nhỉ? Chúng ta có còn nhớ không ạ? Nội dung của tác phẩm văn xuôi thì chúng ta sẽ phải lưu ý tới đề tài này, tới chủ đề, tư tưởng, rồi là tới nhân vật, đúng không ạ? Tới câu chuyện, rồi là thông điệp. Còn trên phương diện là hình thức nghệ thuật thì các bạn cần phải đi chỉ ra được cái điểm giống hoặc là khác nhau, đó là trên mô típ, trên cốt truyện, tình huống truyện, ngôi kể, điểm nhìn trần thuật, rồi là lời của nhân vật hoặc là lời của người kể chuyện. Thì các bạn cũng lưu ý cho chị cái bảng này nhé. Bởi vì trong đề bài thì người ta cũng không chỉ không có cái bảng này để cho mình xem đâu. Và nếu như mà chúng ta muốn nhớ được, chúng ta muốn phân tích sao cho nó đúng, chúng ta đi đúng hướng thì cần phải có được cái phần lý thuyết này thì chúng ta có thể lưu lại giúp chị nhé. Vậy thì sau khi mà chúng ta đã đi chỉ ra được cái điểm giống và khác nhau giữa hai tác phẩm được so sánh thì như chị đã nói là chúng ta chỉ ra được cái điểm giống và khác nhau thì phải nhằm một cái mục đích gì đó, đúng không ạ? Thì chúng ta phải chỉ ra được cái ý nghĩa. Vậy thì cái ý nghĩa của điểm giống và khác nhau này là gì? Ví dụ nhé. Ví dụ như khi mà chúng ta chỉ ra cái điểm khác nhau rồi thì chúng ta có thể thêm một vài câu, đó là như nhà văn Nam Cao đã từng nói rằng là văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có, đúng không ạ? Cho nên mỗi một nhà văn thì thường tìm cho mình những lối đi riêng trong cái dòng chảy bao la vô cùng của nền văn học Việt Nam. Đó, và từ đó thì chúng ta cũng đã nhận ra được cái nét độc đáo, cái nét độc đáo này, cái phần đặc sắc của từng tác phẩm hay là từng đoạn trích, từng nhân vật được thể hiện trong mỗi văn bản, đúng không ạ? Đó, sau khi mà chúng ta đi phân tích cái điểm giống và khác thì luôn luôn nhớ nhé, luôn luôn nhớ cho chị là chúng ta sẽ chỉ ra cái ý nghĩa của sự giống và khác nhau đó như thế nào. Và bước thứ ba đó là chúng ta sẽ đi lý giải cái nguyên nhân dẫn tới sự giống và khác nhau giữa hai tác phẩm. Cái phần lý giải này thì các bạn có thể dựa vào là gì ạ? Sự giống và khác nhau giữa hai tác phẩm có thể do là cái thời đại sinh sống của mỗi tác giả. Cái điểm giống và khác nhau có thể do là cái thời đại sinh sống của mỗi tác giả này. Cái thời đại thì cái thời đại lịch sử nó chi phối rất nhiều tới cái quan điểm sáng tác, tới cách nhìn nhận hiện thực của các nhà văn, đúng không ạ? Và có thể là do phong cách nghệ thuật. Bởi vì mỗi một nhà văn thì luôn luôn mong muốn mình sẽ để lại dấu ấn riêng trong dòng chảy văn học, đúng không ạ? Trong cái đại lộ thanh thang rộng lớn của văn học. Thì cho nên các ông thì các nhà văn thì các tác giả đều mong muốn rằng là mình sẽ đưa tới một cái cá tính sáng tạo riêng, một cái phong cách nghệ thuật độc đáo để có thể đi sâu vào trong lòng độc giả, đúng không ạ? Để cho cái tác phẩm của mình không bị trôi theo, không bị băng hoại theo thời gian. Thì đó có thể là cái nguyên nhân dẫn tới sự giống và khác nhau giữa hai tác phẩm. Và từ đó thì chúng ta sẽ rút ra được cái nhận thức về cái đặc điểm riêng của từng thể loại và cái vai trò của cá tính sáng tạo. Cái vai trò của cá tính sáng tạo thì giống như chị vừa nói, đó là mỗi một nhà văn thì luôn tìm cho mình một hướng đi riêng. Bởi vì là một tác phẩm văn học thì không thể nào sống được nếu như nó chỉ đi sao chép từ tác phẩm này, từ tác phẩm kia, đúng không ạ? Giống như trong cuộc sống của chúng ta cũng thế. Nếu như mà bài giống như là trong những cái kỳ kiểm tra ấy, trong những cái kỳ thi mà chúng ta chỉ đi chép bài của bạn thì chắc hẳn rằng là mình sẽ không có cái tri thức, đúng không ạ? Và chúng ta đi học để chúng ta lấy tri thức, chứ điểm số thì không phải là cái yếu tố cuối cùng, đúng không? Vậy thì nếu như mà chúng ta cứ chép bài của bạn mãi như vậy, nếu như trong trường hợp là mình không có người để chép thì sao? Thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị điểm thấp, đúng không ạ? Trong văn chương cũng vậy, khi mà mỗi một nhà văn mà muốn để lại cái dấu ấn riêng của chính bản thân mình trong nền văn học thì cần phải có được cái cá tính riêng, bởi vì là bởi vì đó là
Sống thì có thể là không cần có cái tôi. Thế nhưng mà làm văn, làm thơ, làm người nghệ sĩ trong quá trình sáng tác thì luôn luôn phải có cái tôi riêng. Đó, các bạn lưu ý cho chị nhé. Trên đây là những bước mà chúng ta cần phải chỉ ra khi mà đi phân tích, đi so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện. Vậy thì cụ thể hơn đó là tới phần thực hành viết và luyện tập. Ở phần này thì chị sẽ chỉ rõ hơn cho các bạn chúng ta cần phải đi làm như thế nào để cho bài viết của mình đạt yêu cầu và thậm chí là ở cái mức độ cao hơn là bài viết của chúng ta sẽ đạt điểm cao, đúng không ạ? Thì ở đây chị cũng có một cái ví dụ minh họa cho các bạn. Đó là so sánh hai tác phẩm Chí Phèo và Vợ Nhặt của nhà văn Nam Cao và Kim Lân. Thì đầu tiên, cái mục đích bài viết đó là chúng ta cần phải xác định rất rõ, đúng không ạ? Xác định là mình sẽ không phải là mình đi hạ cái tác phẩm Chí Phèo, mình nói rằng là mình không thích tác phẩm Chí Phèo hay là mình thích tác phẩm Vợ Nhặt hơn. Chúng ta sẽ không làm điều đó và chúng ta sẽ làm rõ cái điểm tương đồng và khác biệt. Bởi vì ở đây các bạn lưu ý này, ở đây người ta cho mình là đi so sánh, đúng không ạ? Đi so sánh hai tác phẩm này cơ mà. Thì chúng ta phải chỉ rõ ra cái điểm tương đồng và cái điểm tắc và cái điểm khác biệt ở trong cả hai tác phẩm. Và cái cách trình bày về cái đối tượng người đọc ở đây thì có thể là thầy cô và bạn bè. Được chưa ạ? Thì chúng ta cũng sẽ nhận thêm một cái đầu dòng, cũng sẽ không mất nhiều thời gian của các bạn trong cái phần bước 1 của chuẩn bị viết đâu. Còn cái phần này mới là phần quan trọng này, cái cách trình bày. Ở cái cách trình bày khi mà chúng ta đi phân tích so sánh hai tác phẩm thì có rất nhiều cách trình bày. Luận điểm đầu tiên thì các bạn có thể chỉ ra điểm tương đồng. Luận điểm thứ hai có thể chỉ ra điểm khác biệt. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể đổi hai vị trí này cho nhau. Ví dụ như là ở luận điểm 1 thì các bạn có thể chỉ ra luôn cho chị là điểm khác biệt. Còn luận điểm 2 thì chúng ta cũng có thể đổi lại là chúng ta chỉ ra cái điểm tương đồng. Thì tùy tùy vào cái cách và cái cách làm bài, cái hướng làm của các bạn nhé. Nhưng mà cũng có một cách khác, đó là chúng ta sẽ chỉ ra so sánh song song hai tác phẩm. Nhưng mà cái hướng đi này khá là hay, rất hay, nhưng mà rất khó. Vậy thì đối với những bạn mà chúng ta có thể thực hành ở cái mức gọi là vận dụng cao thì chúng ta có thể là so sánh song song hai tác phẩm nhé, lưu ý. Còn đối với những bạn mà chúng ta muốn cái hướng đi dễ hơn, an toàn hơn thì các bạn có thể lựa chọn cái cách trình bày là chỉ ra từng luận điểm tương đồng và khác biệt một nhé. Và lưu ý là chúng ta sẽ sử dụng cái dẫn chứng thuộc ngữ liệu của hai tác phẩm, đúng không ạ? Đầu tiên đó là bước chuẩn bị viết. Vậy thì sau bước chuẩn bị viết thì chúng ta sẽ đến với bước thứ hai là tìm ý và lập dàn ý. Thông thường thì chị vẫn thường nhắc với các bạn đó là khi mà chúng ta đi vào trong phòng thi ấy, mà chúng ta muốn là mình không để sót bất kỳ một ý nào khi mà mình phân tích thì các bạn có thể nhanh chóng gạch ra giấy nhé. Gạch ra giấy nháp những cái ý mà mình định đưa vào bài. Thế nhưng mà cũng có rất nhiều bạn là các bạn cũng có thể là các bạn muốn nhanh ấy. Các bạn muốn nhanh không mất thời gian để lập dàn ý, để gạch ý, cho nên chúng ta sẽ trực tiếp làm vào bài luôn. Thế nhưng mà nó cũng sẽ gây ra một cái bất cập, một cái điểm bất lợi, đó là rất có thể là các bạn sẽ quên mất một cái ý nào đó mà mình định triển khai. Thế cho nên chị vẫn khuyên các bạn là chúng ta sẽ gạch ý nhé, chúng ta sẽ gạch ý ra giấy nhé. Và cụ thể ở trong một bài mà chúng ta có thời gian để chúng ta làm tại nhà thì các bạn có thể là tìm ý và lập cả dàn ý nữa. Ví dụ như ở cái phần tìm ý này chúng ta sẽ chỉ ra cái điểm tương đồng là gì ạ? Là cả hai tác phẩm Chí Phèo và Vợ Nhặt thì đều phản ánh được cái hiện thực cuộc sống khó khăn của người nông dân. Và cả hai tác phẩm thì đều thể hiện được cái nhìn nhân đạo của tác giả. Và cuối cùng là cái kết thúc truyện thì đều là theo hướng mở. Vậy còn khác biệt đây thì khác biệt là do, nhất là khác biệt bởi hoàn cảnh sáng tác. Chúng ta sẽ kết hợp luôn cái phần lý giải này, bởi vì khác biệt do cái hoàn cảnh sáng tác như vậy
cho nên dẫn tới là cái hình tượng người nông dân xây dựng lên, cái hình tượng người nông dân được xây dựng nó cũng sẽ có những cái điểm khác nhau. Và chính vì cái sự khác biệt về hoàn cảnh sáng tác như vậy cho nên là cái ý nghĩa của cái phần kết truyện nó cũng khác nhau. Và chúng ta sẽ đi tìm hiểu rõ hơn trong phần lập dàn ý. Về phần đầu tiên là phần mở bài, thì ở đây các bạn lưu ý giúp chị này, ở cái phần mở bài thì các bạn có thể đi theo hướng là chúng ta sẽ trực tiếp hoặc là gián tiếp. Trực tiếp là chúng ta sẽ giới thiệu luôn về tác giả tác phẩm này, về cái vấn đề chúng ta sẽ đi nghị luận, đúng không ạ? Còn đối với cái phần gián tiếp thì các bạn sẽ có một cái hướng mở bài gọi là hay hơn, đúng không ạ? Và cụ thể như thế nào thì trong những cái buổi học tiếp theo sau đây thì chị sẽ cùng với các bạn chỉ rõ ra, đó là với từng dạng bài thì chúng ta sẽ có những cái cách mở bài như thế nào sao cho hợp lý nhất, được không ạ? Đến phần thân bài này, nếu như ở cái phần mở bài mà các bạn chưa nói tới tác giả tác phẩm thì chúng ta hoàn toàn có thể đẩy xuống phần thân bài nhé. Nếu như chúng ta đi mở bài theo hướng gọi là gián tiếp thì cái phần khái quát về tác giả tác phẩm chúng ta sẽ đẩy xuống phần thân bài. Ở đây thì chúng ta sẽ đi khái quát về nhà văn Nam Cao, khái quát về nhà văn Nam Cao và nhà văn Kim Lân, được không ạ? Và thứ hai là chúng ta sẽ chỉ ra trực tiếp luôn cái điểm tương đồng và sau đó là chỉ ra cái điểm khác biệt. Cái điểm tương đồng ở đây thì đó là phản ánh cái hiện thực cuộc sống đầy khó khăn của người nông dân trong xã hội cũ. Và thứ hai là thể hiện được cái nhìn nhân đạo của cả hai nhà văn. Bởi vì là cả hai nhà văn đều đi theo cái khuynh hướng hiện thực. Nhưng với một người là khuynh hướng hiện thực phê phán và một người là khuynh hướng hiện thực, đúng không ạ? Thế cho nên từ cái hiện thực khổ đau đó thì cả hai nhà văn đều đã bộc lộ được cái nhìn nhân đạo, cái lòng yêu thương con người trong cái xã hội lúc bấy giờ của mình. Cái thứ ba đó là kết thúc truyện theo hướng mở. Và tuy nhiên thì cái điểm tương bên cạnh những cái điểm tương đồng đó thì hai tác phẩm cũng có những cái điểm khác biệt. Khác biệt là về hoàn cảnh sáng tác này, các bạn lưu ý này. Nếu như Chí Phèo được viết trước Cách mạng tháng 8 thì Vợ Nhặt được viết sau Cách mạng tháng 8 thành công, đúng không ạ? Và chính vì cái hoàn cảnh sáng tác khác nhau như vậy cho nên dẫn tới việc là cái số phận, cái hình tượng của người nông dân được xây dựng lên nó cũng mang những cái điểm khác biệt tương đối. Với Chí Phèo thì đó là cái hình ảnh của những người nông dân bị tha hóa về mặt nhân hình và nhân tính, bị ruồng bỏ, bị tước đoạt quyền làm người, đúng không ạ? Còn đối với Vợ Nhặt thì người nông dân ở đây người ta không phải là bị tha hóa về mặt nhân tính mà người ta chìm trong cái đói, cái khổ về mặt vật chất, đúng chưa ạ? Còn về phần kết thúc truyện thì chính vì cái hoàn cảnh sáng tác ông Nam Cao mới viết Chí Phèo trước Cách mạng tháng 8 cho nên là lúc đó thì lý tưởng cách mạng vẫn chưa soi chiếu vào trong cái cách nhìn và trong cái quan điểm sáng tác của ông. Cho nên dẫn tới cái việc là kết thúc truyện Chí Phèo chúng ta thấy được cái hình ảnh của cái lò gạch cũ hiện ra. Hình ảnh của lò gạch cũ đó là cái hình ảnh xuất hiện khi mà ở trong phần đầu câu chuyện. Đó là nơi mà Chí Phèo bị bỏ rơi, đúng không ạ? Và tới cuối cùng khi mà kết thúc thì vẫn là cái hình ảnh cái lò gạch cũ thì nó thể hiện được cái sự quẩn quanh, bế tắc, chưa tìm được cái lối đi, chưa tìm được hướng giải thoát cho những người nông dân trong cái quan điểm nghệ thuật của nhà văn Nam Cao. Còn đối với Vợ Nhặt thì sao? Đối với Vợ Nhặt thì Vợ Nhặt được viết sau Cách mạng tháng 8 thành công. Lúc đó thì chúng ta đã có gì? Chúng ta đã có Đảng Cộng sản lãnh đạo rồi, đúng không ạ? Chúng ta đã có lý tưởng cách mạng soi sáng rồi, đúng chưa? Và cái xã hội lúc bấy giờ chúng ta sẽ cũng đi theo một cái chiều hướng gọi là theo một cái sự hy vọng và một tin tưởng và một cái tương lai tươi sáng hơn. Cho nên cái hình ảnh cuối cùng trong Vợ Nhặt đó là hình ảnh của lá cờ đỏ phấp phới tung bay cùng đoàn người đi phá kho thóc Nhật, hiện lên cho thấy được một cái niềm tin và một niềm tin bất diệt và một tương lai tươi sáng hơn của người nông dân trong sáng tác của nhà văn Kim Lân, đúng không ạ?
Như vậy thì thông qua cái phần vừa rồi thì chị cũng đã thông qua cái phần vừa rồi thì chị cũng đã chỉ ra cho các bạn cái cách làm một cái dạng bài so sánh, đúng không ạ? So sánh hai tác phẩm truyện, và cụ thể ở đây là so sánh hai tác phẩm là Chí Phèo và Vợ Nhặt. Vậy thì nếu như mà chúng ta muốn tìm hiểu rõ hơn về cái cách làm của dạng bài này, và không chỉ ở dạng bài này đâu các em ạ. Chị tin rằng là trong khóa học mà chị đồng hành cùng với các bạn thì chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết rất nhiều vấn đề ở trong môn văn, ở trong kỹ năng viết, rồi là chúng ta sẽ cùng với nhau đi tháo bỏ những cái khúc mắc mà chúng ta, bởi vì chúng ta sẽ cùng nhau đi tháo bỏ những cái khúc mắc, bởi vì là trong chương trình giáo dục phổ thông mới thì các bạn là lứa đầu tiên, đúng không ạ? Các bạn là những lứa học sinh đầu tiên, thế học sinh đầu tiên mà chúng ta sẽ đi gọi là đi trải nghiệm, đi trải nghiệm hay thí nghiệm đấy, đi thí nghiệm cái đề thi mới nhất của Bộ Giáo dục trong năm 2025 tới đây. Thì chị rất là hy vọng sẽ được đồng hành cùng với các bạn ở trong khóa học 12 này, và chúng ta sẽ cùng với nhau, chúng ta sẽ cùng cố gắng với nhau để có thể là đạt được thành quả tốt nhất nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các em.